Trân trọng kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Hôm nay thứ ba, ngày 26 tháng 9, kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, Trưa ngày 25 tháng 9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Brazil, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil, ông Luiz Inácio Lula da Silva đã chứng kiến lễ ký kết bốn văn kiện hợp tác. Các văn kiện được ký kết bao gồm hiệp định hợp tác giáo dục giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Brazil, bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Brazil, kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2026 triển khai bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và chăn nuôi Brazil, kế hoạch hoạt động triển khai hợp tác giai đoạn 2024-2025 giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam thuộc Bộ Ngoại giao và Học viện Rio Branco thuộc Bộ Ngoại giao Brazil. Gặp gỡ báo chí, Thủ tướng nhấn mạnh, chúng tôi tin tưởng rằng với kết quả tốt đẹp của chuyến thăm này, khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam và Brazil sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ, hướng tới nâng tầm khuôn khổ, cơ chế phù hợp trong thời gian tới, đáp ứng mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, hợp tác phát triển ở hai khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị, theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ ngày hôm nay 25 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9, khu vực Nam Bộ có mưa nhiều nơi, lại rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Trong ngày, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Chỉ số tia cực tím về đạt ngưỡng trung bình đến cao, riêng Cần Thơ và Cà Mau ở ngưỡng cao đến rất cao. Trong khi đó, nhiều nơi ở miền Trung ngập sâu, cảnh báo nguy cơ sạt lở. Các tỉnh thành miền Trung đã ban hành công điện kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ, cảnh báo nguy cơ sạt lở và sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng ngập cục bộ. Ủy ban nhân dân các quận, huyện cũng triển khai phương án phòng chống áp thấp nhiệt đới, lũ, lũ quét và sạt lở đất ra soát sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân dân theo phương án đã được phê duyệt trong đó lưu ý các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng thấp vùng ven sông suối vùng có nguy cơ sạt lở lũ quét đặc biệt chú ý nhân dân sống tại ven sông yên túy loan cô đê các xã hòa tiến hòa khương hòa bắc hòa liên hòa phú hòa phong hòa sơn khu vực nam hải vân và bán đảo sơn trà các quận huyện triển khai chốt chặn tại các tuyến đường ngập sâu theo phân cấp quản lý chuẩn bị sẵn sàng nhân lực vật tư trang thiết bị nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm 4 tại chỗ, kiểm tra, ra soát các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị, tổ chức đánh giá các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, đồi núi, lũ quét chủ động sơ tán đến nơi an toàn. Theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 25 tháng 9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên khu vực tỉnh này đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như xã Hương Phú, huyện Nam Đông. Hai ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn kéo dài. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 9, trao đổi với phóng viên báo người lao động, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã gửi giấy mời đến nhiều đơn vị liên quan để tổ chức đi kiểm tra tại Hồ Thủy Lợi Pờ Ró, xã Pờ Ró, huyện Đơn Dương vào sáng 27 tháng 9. Các đơn vị sẽ kiểm tra thực tế tại Hồ Pờ Ró, thu thập thông tin để có cơ sở phản hồi những vấn đề mà báo người lao động đã đặt ra liên quan đến dự án đào vết, thu hồi khoáng sản tại hồ Pờ Ró. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện nay, công tác xác minh các vấn đề mà báo đặt ra vẫn chưa hoàn tất, khi nào xong thì sở sẽ liên hệ hồi đáp cho báo. Trước đó, báo người lao động đã có bài viết hồ Pờ Ró cạn trơ đáy, loan lộ hầm hố nghi khai thác cát, phản ánh việc hồ thủy lợi này đang sửa chữa, phải hút cạn nước để lộ ra hàng loạt hầm hố trên diện tích lớn. Tình trạng này đang đặt ra nghi vấn do hoạt động nào vết, thu hồi khoáng sản các do công ty trách nhiệm hữu hạn đắc thắng lợi tạo ra. Thưa quý vị, sáng nay, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức phiên đấu giá biển số xe ô tô với 50 biển số của nhiều tỉnh, thành được đưa lên sàn. Buổi sáng nay có 3 lượt đấu giá, kết dài từ 8 giờ đến 11 giờ 30 mỗi lượt diễn ra trong 1 giờ, cùng lúc đấu giá 10 biển số, buổi chiều sẽ chỉ có 2 lượt đấu giá kéo dài từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 45 cùng lúc đấu giá 10 biển số. Trong phiên đấu giá khung giờ từ 8 đến 9 giờ sáng nay, biển số 51K88899 đã được trả giá cao nhất là 1 tỷ 045 triệu đồng, biển thấp nhất là 90A22888 với số tiền là 205 triệu đồng. Trong khung giờ 9 giờ 15 phút đến 10 giờ 15 phút, biển 51K88688 được người mua trả giá cao nhất 1,2 tỷ đồng, trong khi đó biển thấp nhất 30K, năm 2509 trúng đấu giá 50 triệu đồng. Trong biển số các tỉnh, thành, biển thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn được trúng đấu giá với mức giá cao hơn ở địa phương khác. Theo danh sách công bố, hôm nay, có rất nhiều biển số xe siêu đẹp của thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai được đưa ra đấu giá, và được kỳ vọng sẽ trúng giá ở mức giá cao. Thưa quý vị, đêm qua, ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, lũ đang lên nhanh trên sông Danh ở Quảng Bình. Đến sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ nay đến ngày 27 tháng 9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Cơ quan khí tượng cho biết mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Hiện nay, lũ trên sông Danh, Quảng Bình đang lên nhanh, mực nước lúc 4 giờ sáng nay tại Đồng Tâm là 13,22 m, trên báo động 2 là 0,22 m, tại Mai Hóa 3,43 m, trên báo động 1 là 0,43 m. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới Lũ trên sông danh tiếp tục lên và ở trên mức báo động 2, trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông danh dao động ở dưới mức báo động 2. Cảnh báo từ nay đến ngày 28 tháng 9, trên các sông tại các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên tại thượng lưu các sông từ 3 đến 6 m, tại hạ lưu từ 1,5 đến 3 m. Trong đợt lũ này, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, sau một phiên khởi sắc, giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới đi xuống, nguyên nhân được cho là đồng đô la Mỹ tăng giá trở lại và leo lên mức cao nhất trong 6 tháng qua, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm lên tới 4,53% một năm. Từ đó, giới đầu tư tài chính tập trung vốn vào đồng bạc xanh và trái phiếu Mỹ để kiếm lợi. Các nhà phân tích nhận định thị trường vàng quốc tế đang mắc kẹt giữa sự bất ổn kinh tế ngày càng tăng và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Với những thông tin trên, có thể giới kinh doanh suy đoán giá vàng thế giới còn đối mặt không ít khó khăn, thế nên họ hạn chế nắm giữ kim loại quý. Giá vàng hôm nay của thế giới giảm từ 1925 đô la Mỹ một ao xuống còn 1915 đô la Mỹ một ao. Tại Việt Nam, giá vàng SJC giảm mạnh 200.000 đồng mỗi lượng so với ngày hôm qua, được mua vào 68,15 triệu đồng, bán ra 68,85 triệu đồng. Giá vàng dẫn 4 số 9 có mức giảm nhẹ hơn, khoảng 100.000 đồng một lượng được mua vào 56,65 triệu đồng, bán ra 57,9 triệu đồng. Hiện, giá vàng vẫn cao hơn thế giới 1,2 triệu đồng, còn giảm biến cao hơn 12,15 triệu đồng. Quý vị đang nghe podcast người 1 giờ 30 của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Theo hãng tin TASS, cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga cho biết, Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế, Piotr Hopminski đã bị truy nã theo Bộ luật Hình sự Nga. Trước đó, vào ngày 17 tháng 3, Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga, Vladimir Putin và bà Maria Vova Belova, Ủy viên Tổng thống Nga về quyền trẻ em. Theo AT, Điện Kremlin sau đó đã bác bỏ lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế, tuyên bố quyết định đó là vô hiệu và Tòa án Hình sự Quốc tế thiếu thẩm quyền trong vấn đề này. Phía Nga đã lập tức đáp trả vào ngày 20 tháng 3, khi Ủy ban điều tra Nga mở vụ án hình sự chống lại công tố viên Tòa án hình sự quốc tế Karim Ahmad Khan và các thẩm phán Rosario Savato Etala, Sergio Gerardo Uga Rodinez và Tomoko Aken, Nga tuyên bố điều tra những người này vì cố tình thực hiện hành động bất hợp pháp, vì không có căn cứ nào để đưa Tổng thống Nga và thanh tra trẻ em ra xét xử. Sau đó, các công tố viên và thẩm phán Karim Khan, Rosario Etala và Tomoko Aken đã bị Nga buộc tội và đưa vào danh sách truy nã từ tháng 5. Ngoài Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế, Phó Chủ tịch thứ nhất và một thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế cũng nằm trong danh sách truy nã của Bộ Nội vụ Nga. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25 tháng 9 cho biết, nước này đã ký một thỏa thuận cho dây trực tiếp trị giá 2 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ chương trình hiện đại quá quốc phòng của Ba Lan. Thỏa thuận tài trợ quân sự nói trên thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước, Giữa thời điểm Ba Lan tìm cách tăng cường lực lượng vũ trang sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khoản vay này sẽ được sử dụng để giúp thanh toán cho chương trình hiện đại hóa quốc phòng của Ba Lan thông qua việc mua vũ khí từ Mỹ. Trong tuyên bố ngày 25 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý, ngoài giới trò hỗ trợ trung tâm trong khu cổ hỗ trợ quốc tế cho nước láng giềng Ukraine, Ba Lan còn thể hiện cam kết sắt đá của mình trong việc tăng cường an ninh khu vực thông qua đầu tư mạnh mẽ vào chi tiêu quốc phòng. quý vị và các bạn thân mến. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Xuân Huy, Minh Diễm và Quốc Thắng xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.